Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Thủy, hiện đang công tác tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình. Tôi thấy nền nông nghiệp chúng ta hiện nay đang phải đối mặt với vấn đề rất cấp bách, đó là biến đổi khí hậu như nước biển dâng, xâm nhập mặn làm giảm diện tích đất canh tác. Hạn hán làm giảm năng suất cây trồng, gây thiệt hại đáng kể đến nền kinh tế nông nghiệp. Do đó, chúng ta cần phải chuyển đổi mô hình từ độc canh sang canh tác bền vững. Đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương để xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Tôi xin hết.